sắp tới buổi hẹn đầu tiên, tóc mình nhờn thế này biết phải làm sao? Còn kiểu này được không? Còn kiểu này thế nào? Cô không khá hơn mấy. Vậy thì thử cái này đi. Sen siêu dưỡng chất cân bằng với tinh chất táo và bạc hà, giúp chân tóc hết nhờn và ngọn tóc hết khô, cho mái tóc thơm mát và sống động. Kiểu tóc này mới là đẹp nhất. Tung bay đón gió, Sen siêu dưỡng chất cân bằng.